khuyên người làm thầy thuốc. Đứng trước cửa ải dâm dục, người đời vượt qua rất khó, nhưng người thầy thuốc vượt qua rất dễ. Vì sao vậy? Người đời thường mỗi khi nghĩ tưởng đến bệnh tật thì tâm tham dục tự nhiên lắng xuống, mà đối với thầy thuốc thì mỗi ngày đều gặp gỡ toàn là bệnh nhân, tất nhiên phải luôn nghĩ tưởng đến bệnh tật. Đó là điều dễ dàng thứ nhất. Người đời chỉ vì không biết phép dưỡng sinh nên mới buông thả phóng túng, gây hại cho thân thể. Thầy thuốc thì tinh thông các phương pháp điều phục thân thể, đó là điều dễ dàng thứ hai. Thân thể con người, dù nam hay nữ, chẳng qua chỉ là một cái túi da, bên trong chứa đầy những thứ xú uế. Chỉ vì được che kín bên trong nên lừa dối hết thảy các bậc anh hùng trong thiên hạ, đắm say mê muội. Đối với người thầy thuốc, không chỉ thấy biết thấu suốt lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể con người, mà còn hiểu rõ cả mọi căn nguyên gây bệnh, đó là điều dễ dàng thứ ba. Đã có những điều thuận lợi dễ dàng như thế, nên phải tự mình cố gắng nỗ lực vượt qua sự tham dục. Nhiếp Tòng Chí. Trong khoảng niên hiệu Gia Hựu, Hoàng Tĩnh Quốc làm phán quan ở Nghi Châu. Một hôm tự thấy mình bị bắt đưa đến âm phủ. Diêm Vương hỏi, ông làm quan ở Nghi Châu, có một việc tốt đẹp này, ông có biết hay không? Nói rồi lấy sổ sách đưa cho xem. Trong đó thấy ghi chép chuyện thầy thuốc Nhiếp Tòng Chí vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, đến nhà họ Dương ở Hoa Đình trị bệnh, có dâm nữ họ Lý muốn cùng ông làm chuyện đồi bại, ông cự tuyệt. Thượng đế nhân việc ấy, ban cho ông được tăng tuổi thọ thêm 3 kỷ, con cháu 3 đời đỗ đạt. Những điều Hoàng Tĩnh Quốc được nghe thấy đó, về sau đều ứng nghiệm. Lời bàn: ngăn dứt được sự tà dâm, quỷ thần lập tức ngợi khen, đó là điều tốt đẹp. Như vậy, nếu làm điều ngược lại, sẽ bị thế nào? Có thể tự suy xét mà biết. Thầy thuốc họ Trần. Huyện Dư Cang có một người họ Trần, từng dùng y thuật cứu sống một thư sinh nghèo. Anh ta hết sức cảm kích, ơn cứu mạng. Một hôm, họ Trần đến chơi, gặp lúc trời vừa tối, ở lại qua đêm. Thư sinh kia cũng có việc vắng nhà, người vợ ra tiếp đón ông, tỏ ý muốn cùng ông làm chuyện ân ái. Họ Trần ngăn lại, người vợ thư sinh liền nói, quả thật đây là ý của mẹ chồng tôi, muốn báo ơn thầy. Thầy thuốc họ Trần nói, không thể như thế được. Người vợ thư sinh cúi đầu hồi lâu, vẫn không đi. Thầy thuốc họ Trần lại liên tục nói, không được, không được. Lát sau, thấy mình gần như không tự kiềm chế được nữa, ông liền lấy giấy bút viết ra rằng 2 chữ không được, thật hết sức khó thay. Nhờ đó mà kiềm chế được, đợi đến vừa sáng thì cáo biệt đi ngay. Về sau, con trai của thầy thuốc họ Trần dự thi, quan chủ khảo đọc qua bài văn muốn đánh rớt, bỗng nghe có tiếng hô liên tiếp, không được, không được. Ông liền mang bài ra đọc thật kỹ lại, rồi quyết ý đánh rớt. Lại nghe có tiếng hô rất lớn trong không trung rằng 2 chữ không được, thật hết sức khó thay. Quan chủ khảo lấy làm hoang mang, bất đắc dĩ phải chấm cho bài ấy đổ. Sau khi yết bản, những người thi đổ đều đến ý kiến quan chủ khảo. Ông mới dò hỏi hiểu ra được nguyên nhân. Lời bàn: đứa con trai suýt nữa bị đánh rớt, ấy là vì ngày trước thầy thuốc họ Trần cũng đã suýt nữa thì không tự kiềm chế được. Thank you.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.